tuổi Tân Sửu 1961 hợp hướng nào? Hướng Bắc sẽ đưa đến bản mệnh tốt cho gia chủ Tân Sửu 1961. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 dù là nam mạng hay nữ mạng đều phù hợp nhất với các hướng Bắc, Đông, Nam và Đông Nam. Trong đó, hướng Bắc sẽ đưa đến cho bản mệnh sự hộ mệnh, che chở vượt qua mọi khó khăn, đạt được cuộc sống hạnh phúc và phú quý. Hướng Đông mang lại cho bản mệnh cuộc sống bình yên, an nhàn, khỏe mạnh. Hướng Nam tượng trưng cho phúc lộc song hành, giúp cuộc sống Tân Sửu đầy đủ phúc khí. Hướng Đông Nam là hướng của sự ổn định, giúp Tân Sửu có nguồn thu nhập tiền bạc bình ổn, cuộc sống không gặp sóng gió khó khăn cho đến cuối đời.